Xin chào mọi người, mình là Khánh Linh đây và hôm nay sẽ tiếp tục là một bài viết trong series Learning How to Learn của tác giả Vũ Phạm. Và bài mà mình sẽ đọc cho mọi người hôm nay là Learning How to Learn Week 3 Part 2 Memory. Ok, bắt đầu nhé! Mình đã có nói về memory ở week 1. Ở week 3 này, mình thấy không có quá nhiều thông tin mới, nên mình sẽ tóm tắt ngắn gọn vài ý chính thôi. 1. Hiểu thêm về memory, trí nhớ. A. Hồi hải mã. Những bạn hay uống rượu bia chắc đã ít nhất một lần trải nghiệm cảm giác này. Cảm giác mất trí nhớ về cuộc nhậu hôm trước. Bị nhẹ thì khi có người nhắc sẽ nhớ ra. Bị nặng thì không nhớ chút gì luôn. Nguyên nhân là do vùng hồi hải mã, hippocampus của bạn đã bị rượu bia làm ảnh hưởng. Hồi hải mã là một bộ phận nằm ở hai bên bán cầu não. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc lưu giữ ký ức. Tất cả những bệnh liên quan đến suy giảm trí nhớ đều do tổn thương hồi hải mã. Khi bạn nhậu, cồn có trong rượu bia sẽ làm nhiễu cơ quan thụ cảm trong hồi hải mã, hoặc tệ hơn là làm cho cơ quan này ngưng hoạt động. Đó là lý do bạn chỉ nhớ mang máng hoặc là thậm chí chẳng nhớ gì sau khi bạn say. Trong phim Memento và The Bourne Identity, các nhân vật trong phim bị tổn thương vùng hồi hải mã, dẫn đến việc họ bị mất ký ức trong quá khứ hoặc là không thể lưu trữ thông tin mới. Điểm thú vị là hồi hải mã chỉ ảnh hưởng đến việc lưu trữ thông tin, chứ không ảnh hưởng đến kỹ năng cũ hay việc học một kỹ năng mới. Trong phim The Bourne Identity, Jason có thể thực hiện những kỹ năng được huấn luyện trước đó một cách thành thục. Anh ấy chỉ không nhớ được là mình đã được huấn luyện khi nào, ở đâu và với ai thôi. B. Não ghi nhớ hình ảnh tốt hơn những dạng thông tin khác. Bạn có nhớ những lần bạn có cảm giác ngờ ngợ kiểu hình như là mình đã đi qua chỗ này rồi? Hay là con đường này quen quen nhỉ? Đó là do bộ não có khả năng ghi nhớ hình ảnh và không gian rất tốt. Ngày xưa, tổ tiên của chúng ta đã đi rất xa để săn bắn và hái lượm, nên họ phải tìm cách nhớ đường để trở về nhà. Họ phải ghi nhớ và chỉ cho nhau loại hoa quả nào ăn được, con thú nào nguy hiểm. Họ giao tiếp và trao đổi thông tin thông qua hình ảnh. Dù đã trải qua hàng nghìn năm tiến hóa, nhưng chúng ta vẫn còn giữ khả năng này cho đến tận hôm nay. Dù vậy, chúng ta chỉ giỏi ghi nhớ những điều khái quát chung chung, chứ không phải là những điều chi tiết. Ta chỉ cần đi sơ một vòng là có thể nhớ hết các vị trí của các phòng và kết cấu một ngôi nhà ta vừa đến. Nhưng không thể nhớ rõ những chi tiết nhỏ trong ngôi nhà đó. Muốn ghi nhớ những chi tiết nhỏ, ta phải tập luyện để đưa nó từ short-term memory vào long-term memory. 2. Các phương pháp ghi nhớ. Có nhiều phương pháp ghi nhớ, điểm mấu chốt là bạn phải kết nối những kiến thức mới với những kiến thức mà bạn đang có. A. Liên kết những con số với sự kiện. Để ghi nhớ những con số, ta có thể liên kết chúng với những sự kiện mà bạn luôn nhớ, như là ngày sinh nhật chẳng hạn. Đây là cách chúng ta học lịch sử thời phổ thông. B. Memory Palace, cung điện ký ức. Vì não ghi nhớ thông tin về hình ảnh hiệu quả nhất, nên phương pháp này liên kết kiến thức mới với hình ảnh. Bạn sử dụng một không gian mà bạn cực kỳ thân thuộc, ví dụ căn phòng của bạn, để liên kết những điều mà bạn cần ghi nhớ. Cách này rất hữu ích khi bạn muốn ghi nhớ một danh sách dài. C. Giải thích cho người khác, thuyết trình, viết ghi chú, blog, Feynman Technique. Buộc bạn phải suy nghĩ lâu hơn về chủ đề mà bạn muốn trình bày. Từ đó những liên kết sẽ trở nên chặt chẽ hơn. Phương pháp này giúp bạn thực sự hiểu chủ đề bạn đang học một cách sâu sắc. Một khi bạn hiểu, bạn sẽ không bao giờ quên.
D. Space Repetition. Đây là phương pháp mình nghĩ là quan trọng nhất đấy. Thay vì học liên tục trong vòng 1 ngày 10 tiếng, thì hãy chia ra học trong vòng 1 tháng với chỉ 20 phút mỗi ngày. Bạn có nhớ là khi bạn dồn hết nội công để ôn thi trong vòng 2 ngày cuối, thì hầu như bạn không nhớ gì về kiến thức của môn học sau khi thi xong không? Đó là do phần kiến thức đó chưa được củng cố trong long term memory của bạn. Những liên kết còn đang rất là rời rạc và dễ bị mờ dần sau kỳ thi, khi mà bạn không còn quan tâm đến nó nữa. Khi bạn sử dụng lại một kiến thức từ long term memory, thì kiến thức này sẽ được củng cố lại, reconsolidate. Bạn sẽ hiểu rõ nó thêm một chút hoặc là có một góc nhìn khác về nó. Dù thế nào thì mảnh kiến thức này cũng sẽ được nâng cấp lên so với bản trước đó. Nó giống như là bạn đọc lại một quyển sách vậy. Bạn sẽ hiểu quyển sách đó hơn và nội dung quyển sách sẽ in sâu trong tâm trí bạn hơn. Nhưng điều này không thể xảy ra nếu bạn đọc lại quyển sách đó chỉ sau một tuần. Não bạn cần thời gian để cảm thụ, đồng thời tiếp thu những kiến thức mới. Chúng giúp bạn có một vòng lặp liên kết với nhau chặt chẽ. Kiến thức cũ giúp học kiến thức mới dễ hơn. Kiến thức mới giúp bạn củng cố và hiểu sâu thêm kiến thức cũ. 3. Tổng kết. Sử dụng Space Repetition là cách tốt nhất để củng cố kiến thức. Hãy kết hợp nó với những phương pháp khác, đồng thời dành thời gian nghỉ ngơi và nghĩ sâu. Phần Hippocampus đọc cho vui thôi, hãy uống rượu bia có trách nhiệm nha mấy bạn. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên ấn like, share và ấn subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào website của nhà nhện là spiderroom.com để tìm đọc thêm nhé. Còn mình là Khánh Linh. Bye!